Xin chào anh em, mình là Nhật Thanh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em biết những bước cơ bản để phân biệt một đôi giày Nike chính hãng. Hiện nay thị trường giày Fast, Super Fast hay là Replica tỷ lệ xảo rất là tinh vi, hầu như là 1:1 với những đôi giày Nike chính hãng. Vì thế chỉ có những chuyên gia về giày thì người ta nhìn qua mới biết được là đôi giày nào là thật hay nào là giả. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sống ở Bắc Kinh và đi tham quan những outlet hay những store về giày Nike chính hãng, cùng với những chia sẻ của những anh em trong lĩnh vực buôn bán giày dép của mình, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết những bước cơ bản nhất để nhận biết một đôi giày Nike chính hãng là như thế nào. Trên bàn làm việc của mình có hai đôi giày, một đôi là đôi Nike Roser Chu dòng đi bộ, chạy bộ hoặc là đi chơi dành cho nam. Đôi này mình mua đã 2 năm rồi nhưng còn khá là chắc chắn và rất là mới. Đôi thứ hai là đôi dòng Nike Air Fabo Advantage dòng chuyên về tennis. Đôi này mình dùng rất là lâu rồi, hơn 3 năm rồi, nhưng mà nhìn cũ thôi nhưng mà rất là ok. Điều cơ bản nhất để phân biệt một đôi giày Nike chính hãng, đó đầu tiên là các bạn nhìn vào đôi giày, đó rất là cân đối về thiết kế cũng như màu sắc. Điều thứ hai là các bộ phận trên sản phẩm của một đôi giày đều có thương hiệu của Nike. Thứ nhất là cái phần da giày có một dấu hiệu Nike. Thứ hai là phần đế giày đều có dấu Nike hoặc chữ Nike. Và ngay cả phần lót miếng điểm lót bên trong đều có thương hiệu Nike, hoặc là ở phía sau nó cũng có một cái dấu hiệu Nike. Đó là phần cơ bản nhất để phân biệt một đôi giày, và đôi đi bộ này cũng thế. Đây là dấu hiệu Nike chính hãng của thương hiệu ở trên da. Ở phần đế giày cũng có một dấu hiệu Nike, và miếng lót điểm giày luôn có một cái thương hiệu của Nike. Đặc biệt phần thứ hai là phần tem giày. Phần tem giày luôn được in nổi rất là sắc nét về màu sắc. Do đôi giày của mình rất là lâu rồi nhưng mà cái phần tem giày vẫn còn rất là màu sắc. Cách phân biệt trên tem dài thường là Nike, chúng ta thấy cái dòng chữ Nike Better Works.com. Thì những đôi giày chính hãng, cái chữ E trên chữ Nike Better, ba chữ E này, phần cuối của chữ E luôn luôn là rất là nhọn. Còn những đôi giày Fast hoặc Replica thì phần chữ E cuối nó rất là to và bự bằng các cái chữ bên đầu. Điều thứ hai là các bạn thấy các dòng chữ US, UK, Euro hoặc là cm dài, bốn cái mã này, thì ba cái mã US, UK và cm là cái khoảng cách trên cái phần chữ nikebetterworks.com nó bằng nhau, riêng cái phần chữ EUR này thì nó cao hơn ba cái phần còn lại. Ở những đôi giày Nike Fast hoặc là Nike Replica thì những cái chữ này nó đều bằng nhau hoặc là nó không giống như thế này. Và điều quan trọng cuối cùng là trên mỗi đôi giày dài Nike chính hãng, cái phần tem nó luôn luôn có một mã số của đôi giày. Ở đôi giày Nike Tennis này thì mã số nó là 599359041. Khi các bạn kiểm tra đôi giày này, các bạn chỉ cần vào Google, các bạn bấm dãy số như thế này, 599359041, enter, là Google lập tức quét ra đôi giày Nike Air Fabo Advantage. Đây là cách kiểm tra giày chính hãng về phần tem giày. Về phần tem của đôi giày đi bộ này thì cũng giống như là phần tem của đôi giày tennis vừa rồi. Nhưng đôi giày đi bộ này công nghệ Nike bây giờ nó không in dập nữa mà nó in dạng lá như thế này. Và cái dòng chữ nikebetterworks.com cũng không được hiện hữu mà bị quét lên một cái dòng màu đen. Thì phần nhận biết của tem giày cũng giống như là đôi giày Nike tennis vừa rồi. Phần tem được in nổi và rất là sắc nét về tất cả các chữ và cũng như con số. Cái phần US, UK, CM
luôn được in thấp hơn chữ EUR. Và cuối cùng là mã số của đôi giày là 844656402. Khi chúng ta check trên Google, bấm mã số 844656402 và enter thì lập tức Google sẽ cho ta một đôi giày Nike Roser 2, một đôi giày Nike dòng đi bộ chính hãng. Đây là hai bước cơ bản nhất để nhận biết một đôi giày Nike chính hãng. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video này và hy vọng các anh em sẽ tìm được một đôi giày phù hợp nhất cho đôi chân của mình. Xin chào.